Thưa sư, việc mình làm phước thiện như bố thí, giữ giới, sau đó hồi hướng công đức đến cho chư thiên và sau đó cầu chư thiên gia hộ cho mình công việc làm ăn thuận lợi, có nhiều tiền để lấy tiền đi bố thí, sau đó lại hồi hướng phước thiện ấy cho chư thiên. Như vậy có đức tam quy không, vì mình nương tựa chư thiên? Thì cái này á, nó không được tính là đức tam quy, bởi vì ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Thế Tôn có nói ai thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến họ. Và trong Kinh Đế Thích Sở Vấn, Vua Trời Đế Thích cũng thỉnh á, là sau này á, khi mà làm phước thì xin hãy hồi hướng phước đến cho chư thiên. Cho nên sự kiện này không được xem là đức tam quy. Với điều kiện á, là chư thiên mà mình liên hệ, mình hỗ trợ á, không phải là những vị ngoại đạo. Tức là chư thiên các vị ấy cũng là người có tam quy ngũ giới, thì như vậy mình không có lo.